Gớm nhỉ, hai con hai con chiến nhau gớm thật. Con ở đấy. Sao đấy? Con này khác nhau à? Gì? Hả? Không, nhìn nhau. Này đấy của nó cứ. Ừ, cái cổ nó khác nhau. Ấy, chắc con ấy quá. Chắc con được con cái. Con được con cái. Đâu? Nhìn nhau, nhìn nhau. Nhìn nhau. Khác được khác. Chưa dính đâu rồi, con được dính rồi. Chưa cắn đâu. Chưa. Mày. Chuột đây này. Cắn chuột này. Cắn lúc bắn này. Tí con tôi nhảy thì nó mới. Bây giờ nó phải có một con thôi, bây giờ phải hai con. Ấy. Sợ đơn. Ấy, dám. Chuột gì nhỉ? Sợ. Hai con đánh nhau cho nên nhường nhau. Hai con là bây giờ đang gầm gừ nhau này. Kinh thế nhỉ? Hôm nay mà con to thì nó cắn gì á. Sợ này. Phun đầu đầu anh nhỉ? Mắt còn bầm đi. Phun đầu đầu này. Sợ. Ui giời. Thích ăn chuột nhỉ? Rắn này thích ăn chuột. Nạn nhân chuột. Quay sát là con đang gặp người. Bổ phát. Ui, chơi đấy. Ui. Ui. Ui, chơi nữa. Nếu chơi nữa. Hai con này gọi là ngang cơ. Thế con to con nhỏ, thế nó lại cắn trước ngay. Con ngứa rồi. Hai con này nó quay nhau, hai con này là nó cựa nhau thôi. Ý, là... nó cùng. Ấy, chờ đấy. Ui, ấy. Quay cái phần cổ ấy, quay phần dưới. Ấy, máu tung lên mạng ngay. Bót lên mạng! Kìa ra kia. Cái màu sao thì... Cứ chuột lại được, chuột lại. Dạ. Quay băng này mà. Ui, chờ đấy. Mẹ có cái clip. Cứ chân nhau này rồi, đéo con nào ăn được con chuột. Mệt rồi. À, chuột dịch chuyển rồi. Con này chuẩn bị ăn thì con kia nó lại vào nó mổ rồi. Sao ăn? Liêu mổ đấy. Liêu vươn rắn của tôi. Đấy, nó mổ đấy. Bây giờ có một con xem chiến ngay. Liêu ơi. Đéo bỏ con rắn. Con này lột trước mẹ to hơn thật nhỉ. Còn bắt sau mẹ. Con này chưa lột. Con bắt sau có vẻ hung dữ hơn con bắt trước. Con này nuôi lâu rồi đấy Hiền rồi. To thật. Con nuôi lâu này người to này mà. Con vào sau nó khỏe hơn nhiều. Con vào sau khỏe nhỉ? Khỏe rồi. Nhìn đây nó bổ con to thì phải sợ. Con kia nó Hiền hơn. Con kia nuôi lâu. Nuôi lâu có thể Hiền. Ấy. Nó khỏe hơn. Hay đấy, hay đấy. Thật kiểu hay đấy. Cái này gọi là song xả. Đấy, chơi đi. Tiểu lý phi đao. Ui, nghịch thì chết mẹ. Ui, chơi. Cái này xem cả ngày. Nhớ cho ăn chuột rồi. Không có nào ăn được. Bây giờ cái con này ăn với con kia lại mẹ ấy. Chuột. Chuột vào đây mẹ. Sau này chuột lại chơi thân với rắn bỏ mẹ. Vẫn tính chồng, vẫn tính chồng. Đấy, kỳ. Mổ cái. Mổ nhiều hết trong đầu. Mày sợ thế mà quay về đây ngay cái màn hình. Mình khiếp thật. Khiếp thật, con bé này, nhìn ghê này. Tỏ ghê. À. Đấy. Đấy, tài nhau. Tài nhau cho xem. Quay này, còn này gì, chết đây. Đâu? Ủa, cái gì ra kìa? Sức rồi. Nọc của nó ra đây. Đâu? Nọc của nó ra đây, vàng vàng đây. Cứt, cứt, cứt. Dạ, gọi là bãi đái, đấy. Cứt, cứt. Thối thế, mẹ. Gọi là khoa cứt. Thối nhỉ? Ừ. Thật, cứ dám thối đi. Thank you.
tròn thôi. Có cái bảo vệ rất kéo luôn á. Cái chuột chạy là hai con mũi đâu. Đấy. 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 Chết. Chết. Cái con này định ăn được con kia lại. Nó tìm ra rồi. Tìm đường ra đó. Chắc quả đấy phóng ốc độc rồi. Chắc hết ốc độc rồi. Đúng rồi, cắn rồi. Chuột luôn những cái xây mẹ chết là cái chắc ngoài cái giờ chạy bây giờ hai con này nó chạy nhau mà đéo ăn được, đéo có nào ăn được, chạy chân thủ rồi chạy chân. Bây giờ nó đang tìm những cái chuột này để ra để bảo nó không chết chạy chạy chạy. Cắn chuột đấy. Đéo ăn chuột đi. Đấy. Ra mối lọng quạng của kho cái cưa cho kho này không? Kho này đó xa lắm. Thế mới bảo bỏ cái phong nhà tắm bên kia ra kìa. Thôi, nhà tắm thế đó. Chỗ này kia mà nó không có gì. Bỏ đây. Chuyện nó mệt à? Hả? Mệt à? Đừng có kích động nó quá. Ủa? Cứ con này mổ con chuột, con kia lại phi vào mổ đấy. Chết nhau rồi. Chết nhau, đéo có nào ăn được đâu mà. Chiến đi. Được không? Có lưỡi cắt cơ. Được chứ xong không có mổ nữa đâu không? Được rồi. Nếu ai cắt bằng cái này. Có cái lưỡi cắt gì đấy. Chuột đéo biết mổ, toàn mổ rau thôi. Bọn này cắn nhau chưa chết được đúng không? Bọn này cắn nhau thì chưa chết được.
lại đánh nhau ác nhỉ. Bổ tởm thôi. Chơi rồi. Chơi. Chuẩn vách. À đây đúng rồi. Mẹ chọc đít chuẩn. Bọn này bổ kém giật và cắn giật. Nó yếu rồi. Tranh nhau con chuột ở đây. Cắn nào. Con cắn nhau. Cuốn nhau chết đấy. Dính rồi chết. Đơ rồi. Thôi quả này bọn lên mạng thôi rồi. Bọn lên mạng. Cuộc chiến này không quan niệm. Cuộc chiến không ân sức. Kinh. Chuột run. Ok. Chết. Tôi chết mẹ ra cái điểm ấy. Chết thật chứ cả hai con nó đung cái thêm. Đừng, đừng có trượt cái đường chân. À, cho nó cắn cái trượt đấy thôi. Cắn trượt dần chết cả cái điểm chết. Trượt say đi xuống này. Ủa đây nó toàn mổ trượt. Say rồi, nó chết đến nơi rồi. Thôi để dễ yên tự tìm. Đấy, lại gầm gừ nhau. Con này giờ muốn bỏ ra, bỏ đi rồi. Nhẹ, con bé nó muốn bỏ đi rồi. Con to hơn. Con đang tìm giờ đây là con to hơn. Lũ ba con à? Nổi nhau kinh lắm. Nhớ xem clip mạnh thì anh bót lên mạnh kiểu gì cũng được khi chung bàn. Cuộc chiến rồi. Hai con sắt đánh nhau đang cầm hàn. Xem hai con cho nhau con chuột con cười. Giờ nó mệt rồi hả? Mệt rồi. Ông rung rồi ăn. Ông mùa hóa. Ấy. Cuộc chiến không quan nhau. Đừng có cho nó tuột nắp rồi nhá. Chạy đây gọi là gì? Phong xả. Ấy. Chúng nó đánh ngồi đấy. Ấy. Vừa lại đánh nhau ác. Sợ chết sợ. À chiến đấu. Chiến đi. Thủ vừa. Xảy ra rồi đấy. Chiến cũng quan nhiên. Thế nhau một chuột. Sợ hết rồi. Bây giờ thì bác có lửa cơ. Ấy chuột đi. Đánh nhau kinh quá không nhiều mà. Không được sát đau con đấy mà đau. Đéo ăn nhé. Đấy chuột cắn rắn kìa. Chuột cắn rắn này. Nó phải bình tĩnh đúng không? Bây giờ mẹ nó có cái cảnh này, chuột há mồm nó cắn cổ con rắn này. Cho vào bình tĩnh lúc sau mới này. Nhưng mà không ăn được. Cứ con này cắn con kia lại mồm. Con này mà cắn ăn con chuột con kia phi được cắn ai? Tranh nhau mồi. Tranh nhau mồi. Hăng được. Nó còn ăn được đâu à? Nghe mà vớt được một con. Chuột đéo chết thứ hai con ăn đúng rồi. Đi mẹ, gọi là con chuột palen. Chuột kia dính mấy đòn rồi. Chuột chết rồi. Nhưng mà nó chết. Mẹ nó chưa có độc, nhưng nó có độc to lắm rồi. Sao nó không dính độc nhỉ? Còn nó mà chưa có độc rồi. Đấy, chuột đừng cắn. Cắn rắn. Trời. Ta đến rồi, có lắm. Nó chẳng co nhau. Tính đỏ là tính chuột ác nhỉ? Nhìn thấy chuột lên, đánh nhau mông. Vẫn tập đấy. Cho nhau mua ấy, kinh nghiệm. Đừng nhé. Để học vào ăn của tao. Thằng ta có. Ấy. Chuột dính nặng rồi đấy. Dạ, mọi hôm anh em tốt. Chuột dính nặng rồi đấy.
Còn tầm này là nó nuốt được đấy nhỉ? Chuẩn này nó dưới nước nó lâu rồi, nhớ rồi. Chuẩn cả rắn đi thế. Cắn đuôi anh, vừa cắn đuôi cả rắn mất. Chuột sợ. Úi dồi. Đôi máng xà. Trọng thương này. Con kia khỏe hơn. Con ngoài tự nhiên nhỉ. To rồi. Cắn rắn, rắn phải sợ đi thế chứ mà. Kỉnh lắm rồi. Thế với chú mà bót ảnh lên mạng thì vô đối. Này vừa lao vào cắn con rắn đúng không em? Chuột này sợ lắm rồi, kỉ nhau. Thế nên rắn tôi sợ. Thế là rắn tư nó chín thở nhau. Đâu không? Rắn chín nó con rắn à? À đâu? Nó chín thở rắn. Ai cứ hợp đấy? Tị. Tị tị thế. Tí. À tí tị. Thì tầm 8 đúng không? Sau lưng bị, à con đằng trước bị mổ rồi nè. Con trước mổ rồi dạ, chuột nó sau mổ rồi. Chơi thế khôn á. Đấy. Con này cứ mổ. Con kia phải mổ con chuột cơ, thì con kia mới lao vào. Đấy, thế đấy cơ. Đấy. Đấy. Con đằng trước mà không làm gì con chuột thì con này cũng mổ. Cạnh tranh nhau mổ đấy nhỉ? Đấy. Ra đây. Con kia mà mổ con chuột xem, con đấy mổ theo. Nó cứ như thế cơ. Không làm ăn được rồi. Nếu mà nó không có độc hay sao ấy? Úi! Ấy! 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 Ô! Con này nó bất lợi, nó phải con bé khỏe nhờ, chính là con bé kia, khỏe hơn nhiều. Con bé nó ấy, con kia thuần hơn, nuôi lâu rồi. Ấy! Ê! Cắn rắn! Ê! Chuột cắn rắn! Bí rồi mà! Làm là ấy cẩn thận ăn dưới mèn gáy xem cả chuột cắn rắn đây con to này sợ con bé là yếu hơn nhỉ con bé sợ hơn con to này nó phải có một con thắng thế thì nó mới con bé đang tìm đường bỏ đi à luôn rồi cắn nhau chuột cắn rắn là đầu tiên trong lịch sử thấy bí rồi bí con bé bây giờ là nó thịt đấy bây giờ ở đấy nó thân nhau rồi bỏ ngoài đấy lúc nay cái vào bàn không phải đâu sao cái mùi gì hôi nhỉ cứt nó ỉa ra con rắn hay con gì ỉa nhỉ rắn lúc nãy nó vẩy ra kiểu cắn nhau phật cứt thối chứ cứ rắn là thối cổ nó khác rồi. Chắc là con được mổ được cả. Ê, không thể chạy vào đấy xem. Con được trước mổ không thể ra cho cái mổ theo. Đấy. Không thử đấy. Kiểu yêu nhau à? Cháu tuần nhiều chết rồi. Chết. Cho được này, khỏe nó chạy loạn lên nhỉ. Ấy. 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 Đừng cắn chuột chứ. Cắn.
chịu rồi. Mà nhìn quá mỗi lúc ngó tay. Bây giờ nó phải ngoạm mà nó giữ. Con rắn bé lại sợ rồi. Con bé rồi. Con rắn bé rồi. Con bé tìm đường bỏ đi. Con rắn bé sợ con to. Phim cắn đấy. Cắn tao nó cắn nhau. Sao mổ trước đi. Mẹ đều thật. Mổ mát được miên này các. Mổ lại giật mình lại phải thả ra. Mổ cái là phải phòng con kia. Trượt phòng thủ ác. Chẳng đi. Mẹ sẽ đéo ra cắn nhau rắn đấy. Đấy. Mẹ đéo đánh. Mẹ đéo đánh. Giờ trượt là thắng thế rồi. Lúc bé sợ bỏ đi. Con này đang tìm được bỏ đi này. Sợ con to này. Yếu thế hơn. Làm hai con làm hai cuốn với nhau. Cắn đấy. Chán rồi. Thôi dừng lại. Cho nó tự xử lý. Ở đây con chuột này đéo là sao ăn được rồi mà. Đấy. Chuột cắn rắn kìa. Cái này gọi là biết chết không làm gì được đấy. Sống à, chết còn hơn bằng sống. Cái này là cái kiểu tuyên án tử hình chứ mày ra phạt trường. Biết là phải chết không làm gì được. Con này nó to trẻ à, nhiều lúc nó sợ đấy. Chuột cắn này, chuột cắn này, chuột cắn này. Chuột cắn ta. Cái này nó vẫn được một cái thôi. Cá nó sẽ mua được một cái rồi. Nhìn cái cổ nó có một cái đốm khác nhau. Rồi nuôi được đến nó đẻ thì chắc phải vài năm nữa. Một năm là đẻ được mà. Chị đó. Con này mổ là phải phòng con kia. Cứ mổ cái này nhả ra. Nếu không thì con này đã soi lâu rồi. Cắn nhau. Rắn của ông Liêm bị đi ở rồi. Ui, mẹ con này cắn vào đâu? Chị bị thấy con cắn đầu vào cái đuôi. Coi à? Con nó tắt hàm, nó dắt vào hàm rồi. Nó dắt vào hàm dưới này nè. Đây này, rắn dắt hàm. Chào mẹ một gây 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 g
Cắm luôn vậy. Thôi, cho nó nghỉ đi.